Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đường nào tốt, đường nào có hại cho cơ thể. Đường glucose rất cần thiết cho cơ thể. Glucose là tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Đường gluco được hình thành trong quá trình nhai gạo lứt nhờ men amylase phân giải tinh bột gạo, nên khi ăn, nhai càng dịu càng tốt. Đường gluco có nhiều trong trái nho chín và trong mật ong khoảng 30% và có ít trong các loại trái cây khác. Bên cạnh đó còn có nhiều loại đường khác nhưng lại không tốt cho cơ thể như đường saccharo và đường fructo. Đường fructo còn gọi là đường trái cây, có nhiều trong trái cây và mật ong. Đường saccharo còn có các tên gọi khác là đường cát, đường kính, đường mía, đường phèn, đường thốt nốt, đường nâu. Đường saccharo gây ra một số bệnh như tiểu đường, sâu răng, giảm trí nhớ, bệnh thần kinh, v.v. Ha ha ha,